of course, but I don't have him, I don't have his contact, bro. So, did you know, yes, the Balloon Executioner player, I know. But can you help me, can you send his contact from to me? Because I check on Rare API, but no, nothing. He is Glenn, but he closed Glenn. Yes, that's why I cannot connect with him. So Viper, okay, don't worry. So we have to... Snigoronico go again, yeah? He almost on top ladder. On top 10 right now. Come on, man, why Lucas, you're a tornado? Without a cannon. Come on, man, if he keep a slide cannon on his leg, really easy win. But right now, the chance to cap. No, I took queen connect to Princess Tower. My god, Pink Tower, sorry. If he keep cannon, I think it's easy win a Nico Codec. No. Last minute. You are the best YouTuber ever. No, I'm old man. I'm old YouTuber ever. I'm a cool YouTuber. Oh my god, what the hell, Toido? No, what the hawk? No, what the Toido? It's the best Toido ever. So let me take a photo. Sorry, let me take a photo of the best tornado ever with us. Look at the gamer! Status. Rank anh reset xuống 6k6 hay là 6k thấp hơn? Hình như thấp hơn 6k3 thì dạ. Eagle, Stardust and Starlight. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Do you know what's a Saki deck? No. Sorry, I don't know. Fist slap. Double fist slap. Oh, Zion Skeleton. So actually, I had Zion Skeleton. I had him. Mùa này dài mà em ơi. Tuy nhiên thì bây giờ ladder nó không quan trọng với lại các player nữa, nên là anh nghĩ là chắc phần một khoảng giờ này năm sau thì chúng ta sẽ có một cái kỷ lục mới. Chứ còn hiện tại thì họ cũng chẳng quan tâm ladder nữa rồi. Các bạn biết là ngày xưa cái lý do tại sao mà ladder họ được ưa chuộng, bởi vì các bạn sao? Ladder chính là cái chìa khóa để có một cái vé vàng để đánh CIL Final. Các bạn nhớ hình dung ra chưa? Nên là lý do tại sao mà các mùa trước, từ một năm trước 2021 là một cái năm bùng nổ của ladder. Một năm mà các top player họ luôn luôn put vào cuối mùa. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì ladder nó chẳng quan trọng gì nữa. Nên là họ, các bạn biết là họ chỉ đánh cho vui thôi. Họ
họ cũng không có quan tâm là la kỷ lục đang bao nhiêu. Ngày xưa là top 100, à top 50 thì các ông sẽ có tính tổng như thế này này, mỗi mùa thì các ông sẽ finish ở top từ top 1 đến top 50 ấy là bao nhiêu điểm ấy, sau đó sẽ tổng chung lại xem là từ tháng 1 đến tháng 9. Không phải là không có tiền mà là nó không liên quan gì đến CIL nữa, nên là chúng ta sẽ họ sẽ không quan tâm về ladder nữa. Chứ còn việc mà tiền hay không thì vẫn có cái gọi là clan rewards thì chúng ta vẫn có nhé. Nhưng mà mùa trước là nó liên quan đến CIL, nên là các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn đã nhìn thấy là các player họ đánh ở một cuối mùa nó gọi là chăm chỉ như nào. Đúng rồi, không có động lực. Nên là các bạn thấy là mùa trước, các bạn mùa năm ngoái các bạn thấy Araban không? Suốt ngày Araban đấy. Nhưng mà rất tiếc mà các bạn biết là mùa này top 16 người đánh CIL Final, các bạn biết có những ai không? Là những người mà thực sự là trong playlist của mình không có nhiều. Nhưng mà cũng rất bất ngờ. Mình phải nói là cực kỳ bất ngờ khi mà Sugar Goblin anh ta có thể nằm trong top 16 ạ. Và mình sẽ nghĩ đến một cái kết quả, đó chính là Sugar Goblin anh ta ẩm cái giải 200 giải 200.000 đô, đặt phải líu một tí. Bằng cái giải dài 200.000 đô luôn. Thì phải nói là mục tiêu kinh khủng. Còn mình không thể tin nổi khi mà có những thời gian mà anh ta đã bỏ bê game. Và bây giờ anh ta quay lại thì anh ta đã lọt vào top 20, top 16 của 2020, 2021 là anh ta nghỉ game. Mà đến bây giờ anh ta quay trở lại game với một cái kết quả cực kỳ là kinh khủng. Vãi vật. Mà trong khi là những người mà chuyên đánh game, đánh ngày đánh đêm thì đâu đó lại bị rớt hết top. Ok, I'm waiting for the last matchup between look at the game. Mình vừa nói xong. Cái gì? Tớ thỉnh thoảng em comment không được, còn tưởng là YouTube không cho ghi, không ghi chữ. Thật đã? Vãi. Mình không biết là. Ôi ông nào biết. Không. Ôi trời ơi, để con. Ôi trời ơi, hai con rồi. Một tay đang nhìn hàng thì chơi á. Thực ra là nếu mà Lucas mà thắng thì Lucas lên top 1, còn Ian mà thắng thì Ulican Ian không lên top 1, phải đang nằm top 3 hay top 2 gì đấy. Toledo, Lucas có Toledo. Yes. Đúng rồi. Không, thực ra Sparky Zion thì vẫn hợp lý. Golem mới là một đáng nể. Moten thì trận rồi. Xem thằng Moten đang chơi gì. À, Moten trong game rồi, Moten đánh với lại Flea, với lại thằng Moten đánh với lại gặp thằng Vero. Ok, Moten Vero. Trận này xem nào, thằng Moten dễ thua lắm. Moten dễ thua lắm anh em ạ. Đâu này. Thằng Gian thua mẹ gì Meta Asuri à Asuri. Meta của bây giờ của nó khỏe mà, Meta nó hợp với lại cái deck của nó. Nên là các bạn thấy tại sao mấy mùa vừa rồi nó đánh ghê không? Chứ sự thực nói thằng Zayline không toàn diện bằng những thằng khác đâu. Mình phải nói thật mới thắng được đấy. Không thằng toàn diện. Ôi trời ơi. Ôi thôi chết rồi, ôi chết rồi. Anh chơi Queen nhảy 3 phát ơi. Tôi chết Lucas rồi. Cái game như quần què vậy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đau gì hả thật rồi. Kéo tôi đôi phiên kia. Nhưng mà hơi sớm. Kéo hơi sớm bởi vì bên này nó có con Đù. Nó có con Giant Skater nó chặn này thì kéo làm gì.
Đúng rồi, thằng báo thằng thằng Medford, Beck của Medford không ăn được Beck đâu. Nghỉ ngơi. Ôi, mà con Giant Skeleton nó chặn như này thì các bạn ăn 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 mắm à? Ui, của nó. Ui rồi nó. Ui rồi nó. What are you doing? Ui rồi nó cũng dễ chảy rồi anh em ơi. Hawk, what are you doing? Con Hawk, Hawk nó còn suy nghĩ nó nhảy điều đáng nào đến trời ơi, thực sự là đau ỉa thật sự. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, đó là Hawk mà đặt giữa con Giant Skeleton phía trước ấy, nó thằng đi nó bị mắc kẹt thôi. Nên là nhiều pha nó buồn cười mãi quyết. Ui, bong có trận này có cuối rồi, ôi con Hawk, ui rồi con Hawk, ôi, ê, Hawk. Hawk Rider. Ôi giời ơi. Con Hawk này bộ Hawk này là Hawk vậy là Hawk fake rồi anh em ạ. Bên kia nó có Canon, bên kia nó có Canon thì nó ăn được. Moten đã ăn lại, anh cũng đã xem đây. Ôi Moten đã ăn được anh em ạ. Tuy nhiên thì Moten chắc chắn sẽ không ăn được đâu. Ram Rider vào trụ rồi kia anh em kìa, ăn sao được. Moten không ăn được đâu. Zip Moten, zip Lucan. Oh my god. Good luck, good luck, good luck, good luck Snake Game. Good luck Lucan Snake Game. Moten lose, Philip. Thời thế thay đổi. Thời thế thay đổi rồi. Ian someone. Ian someone, please. Ôi trời ơi, Ian cho hoàn rồi. Ôi trời ơi. Ui, vẫn dối dối thế nhỉ, dối. Ui trời, chết mẹ Tornado rồi, lỗi rồi. À, chảy rồi, chảy đi mẹ. Hai thằng top 1, top 2 thua cả hai. Đau lòng. Hold on. Hold on.